mà ăn ra nhỉ. Vãi in. Wow, đi Trung Quốc thật sự các bạn ạ. Tí vào chân mình. Cái gì đây? Cái cửa nghe. Ok. Nó không có nút ở đằng kia. Có anh. Có nút ở trên ấy. Có. Cái đấy anh muốn mở đâu thì sẽ mở đấy. Mở tay nhá, trong trường hợp bị kẹp mở tay anh nhá, anh gạt tay đỏ lên em này. Anh đẩy động cơ lên. Đấy. Anh chờ có tay này. Đúng rồi, con cái bản chất là như nhau thôi. Nó không mấy gì cả, nhưng mà nó phải đúng mở tay này, đúng cửa nguyên bản anh. Đóng bình thường này. Đấy. Nhà nên sử dụng điện. Như được. Con này nha anh nhá. Trong trường hợp đang vào mà có người đang lên, anh có thể đang ấn cửa này bấm thêm lần nữa, cửa đi ra ngoài. Đấy. Vị trí nhập lại. Còn nếu mà anh muốn anh mở hé cửa không thôi ấy, anh cứ muốn mở hết cửa ấy, thì khi mà cửa trong trường hợp cửa đang mở ra anh ạ, anh bấm thêm lần nữa thì nó sẽ dừng lại. Muốn. Đó. Nó đỡ để hòa đấy, không mở hết. Nó chạy cái này anh nó phải giữ lại tính năng của nó, phải vào hai hoặc phá hai lớp tính tạch tạch của nó thì nó còn nguyên bản, giữ được nguyên bản là xe nhỉ. Nó giữ lại được ổ khóa này thì khi đấy còn hai tính tạch đấy thì như vậy đóng cửa hai tính tạch nó mới khóa lại đấy, nhưng con kia của anh là không có có con về sau là nó mới là cạch con hạn chế kia của anh là nó đâu,